Rồi, chào tất cả các bác nha. Hôm nay là thứ 6 ngày 22 tháng 5. Thì em lên một lô cắt cỏ mới nha. Đấy. Thì đầu tiên thì em cũng mỗi lần lên clip mới thì em cũng xin là cảm ơn tất cả các bác cần sa này đã ủng hộ cửa hàng em nhá. Đấy thì cái lô vừa rồi thì em bán cũng đã cũng vãn vãn rồi. Thì hôm nay nhân có những cái số máy mới về thì em cũng lên một lô mới. Nó cũng khoảng tầm gần 40 con thôi. Đấy. Thì đầu tiên thì em xin tự giới thiệu nhá. Em tên là Trung. Em ở Lạc Thủy, Hòa Bình các bác nhá. Đấy. Số điện thoại của em mua hàng các bác sẽ liên hệ với em theo số là 0973 931 442. Đấy nhá. Thì em sẽ ship COD trên toàn quốc luôn. Và giá là đá là em đã bao ship cho các bác. Đấy. Bác ở mọi miền Tổ quốc thì các bác chỉ việc thanh toán cái giá em đã ghi trên những mỗi máy nhá. Và cái thể loại của và những cái phụ kiện đi theo máy thì cũng đầy đủ hết các phụ kiện như của các nơi đều bán, đó là dao dây, chắn cỏ, bắt cước, típ mở buji đầu bò với cả một lục giác để vặn ốc các bác nhá. Đấy. Thì đầu tiên thì em sẽ đi tổng quan một lượt cho các bác hình dung một cách dễ dàng nhá. Thì đầu tiên thì có 4 con Shinewa. À đây, có 3 con Shinewa này. Đấy. Con này là con Shingu 22 nhá. Con này là con Lativo 23 nhá. Đấy, tiếp theo có 2 con Echo. À quên. Tiếp theo là đến Echo, lô Echo này. Echo thì gồm có 5 con Echo nhá các bác nhá. Đấy, 5 con Echo. Đấy, lần này thì Echo nhưng mà về lần này về Echo toàn Echo hàng gọi là hàng xài cực kỳ bền và cực kỳ ngon nhá, giá cực kỳ đắt. Đấy, nói chung là đắt cũng có cái giá của nó cả, các bác yên tâm nhá. Thì đặc biệt lần này có cái tiếp theo là đến cái lô Estin này. Lần này về rất là nhiều Estin các bác nhá. Cái con từ con này này đến tận cái con này này, Estin các bác nhá. Đấy, Estin là đang là hàng hot trên thị trường bây giờ đấy. Rồi. Tiếp tục có một con ba lô công suất khủng các bác nhá. Ba lô công suất là 31 Echo. Ba lô Echo công suất là 31cc luôn. Nòng nó cỡ phải tầm 38 bác nhá. Còn ba lô rất đẹp. Rồi. Tiếp tục em đến một số máy công suất gọi là máy hàng cao cấp. Đấy nhá. Gồm có 3 con Mitsu này. Đấy. 3 con Mitsu. Đấy, Mitsu TL26 này. Mitsu TU26 này. TL26 này. Rồi, tiếp tục đến cái lô tiếp theo từ con này cho đến cái con này. Đó chính là cái lô Kawasaki. Công suất Kawasaki TG luôn. Công suất của nó là từ 24 cho đến 25 luôn. Đấy nhá. Tiếp theo em có một con Tanaka siêu đẹp. Hàng như mới luôn. Đấy. Buji đứng luôn. Đấy, tay ga 2 chế độ. Rồi. Tiếp tục em phải đến một cái hàng gọi là vừa siêu hiếm và siêu hot và gọi là siêu đắt luôn. Đó chính là hai con Komatsu. À có một con. Đó chính là con Komatsu Genwatt Komatsu 34cc. Có ai nhìn thấy không? Đấy. 34cc con này cực kỳ đắt nhá. Để bác trước cho bác. Và cái con này gọi là hàng độc lạ và hiếm đây. Vậy nó là bao nhiêu nói chung là số lượng đếm trên đầu ngón tay trên đất nước Việt Nam. Bác nhá. Đấy, con này có chính là con Jobin hai máy công suất khủng 41cc. Rồi tiếp tục có một con công suất khủng nữa, đó là con Tanaka đời mới. Công suất của nó là 34cc. Rất là đẹp. Rồi, có một con Zio Biva. Công suất 26cc nòng 34. Tiếp tục có 4 con Mazu nhá. Từ con số này cho đến con này. Đó chính là con Mazu. Công suất của nó là từ 23 cho đến 26. Rồi. Con nỉa loi có một con này là con Shingu 26cc cần dài. Và tiếp tục từ con này cho đến cái tận cái con này. Con này thì không tính nhà dùng. À, lô Komatsu nhá. Có 4 con Komatsu. Công suất của nó là từ 23 cho đến 26 các bác nhá. Đấy, Komatsu. Rồi, ok. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết. Thì có một số cái mẫu máy ngoài lề cho các bác lựa chọn này. Đây có một cái cục máy cho các bác chỉ cháo này. Cục này chính là cục Shingu 26cc. Nòng 34 ly mình sang trên. Thì con này em để cho các bác cái giá rất là rẻ thôi. Nó vệ sinh sạch sẽ nhá. Máy lổ vệ sinh sạch sẽ đẹp. Về chỉ việc dùng thôi.
Thì con này em để cho các bác với giá đó là 600 nhá, giá đã bao ship. Ok. Tiếp tục em đo cái con cưa này. Con cưa này trước bán 800 nhưng mà clip này giảm 100 là còn 700 các bác nhá. Đấy, giá là giá thanh lý. Lỗ đấy các bác nhá. Đấy, cưa này về vẫn xài bình thường nhá. Giật là lỗ bình thường. Xài bình thường đấy. Nó có điều là nó cắt lúc ngoan lúc không, tức là vẫn cắt bình thường đấy, đã go to lên là sẽ cắt bình thường. Chung là nếu mà có thời gian thì em sẽ giật lỗ cho bác xem vẫn dùng bình thường. Nhưng mà nó clip nó dài quá nên là em không thể nào mà ghép máy cho các bác được. Đây có cái con cưa này thì xài cực kỳ ngon này. Đấy, con này thì trông nó hơi ham tí thôi nhưng mà được cái là xài cực kỳ ngon. Mà cái dòng nó có vú bơm này các bác này. Đấy, con cưa này này em nhập phải bán đấy. Hàng nó đáng tiền cho các bác đấy. Con này có khả năng em phải lổ thử cho bác xem. Đấy, con nào bảo ngon là ngon. Bước sang này. Đấy, tranh thủ. Con này là chính là con Echo các bác nhá. Echo 281. Bật công tắc, chưa bật công tắc. Đấy. Con này thì xài nhẹ xài ngon. Nói chung con nào ngon này em bảo ngon nhá. Đấy các bác yên tâm. Em con bán cho bác cái con này với giá rất là hữu nghị thôi, 1,5 triệu bác nhá. Mà Echo luôn, cưa Echo 28cc. Đấy, cưa này mà nó công trọng lượng nó rất nhẹ nhá. Đấy. Thế con nào ngon là bảo ngon. Con nào thì con này em bán giá bác 1,5 triệu này. Rồi, tiếp tục em đi vào chủ đề chính đi. Đó chính là con số 1 đi. À cái đây cái cục máy này. Cục máy này là cục máy Nhật này. Cái cục này là Nativo 26cc này. Tem tiếc vẫn còn đây này. Đấy thì em để cho bác này cái cục máy 26cc 34 ni này là rất là hữu nghị thôi. Giá là giá 900. Bao ship. Chế của nó chế quan rồ luôn. Các bác nhá. Quan rồ 2 kim luôn. Đấy. Đấy, cục máy 26cc 34 ni nhá. Con này em ngại nắp vào cần. Ngại vào cần thì bán cũng hơn 1 triệu. Thôi em đi vào con số 1 đi. Con số 1 chính là con Shindewa 22cc siêu đẹp. Bác nhá. Đấy, con này siêu đẹp đấy. 22cc, các bác thấy đẹp không? Bô sáng bóng này. Đấy nhá, chế của nó là chế ga ngang quan rồ 2 kim luôn. Đấy, công suất là 22cc. Đấy, tay ga của nó đây. Đấy, tay ga nhá. Thì con này đẹp. Con số 1, công suất 22cc, nòng 32 ly. Giá 1,4 triệu. Nòng 32 ly rồi nhá bác nhá. Giá 1,4 triệu. Shindewa, đến từ thương hiệu Shindewa. Xong con số 1 nhá. Tiếp tục đến con thứ hai. Con thứ hai là con Shindewa nhưng mà con này công suất lớn hơn là 24cc. Giật trợ lực. Con này giật trợ lực nhỏ luôn. Đấy, giật trợ lực nhỏ nhá. Đây, 22cc đây. 22 đây. Đấy. À quên con này 24 nhầm. 24cc các bác nhá. 24cc. Made in Japan. Đấy. Made in Japan. Thì con này thì rất là đẹp. Cần của nó đây, tay ga của nó đây. Đấy nhá. Rồi, cái con số 2 giá của nó đây. 1,5 triệu các bác nhá. Con số 2 giá 1,5 triệu. Giá đã bao ship cho các bác. Rồi. Chúc em đến con số 3 đi. Con số 3 là một con cũng là Shindewa luôn. Con này thì giống con này. Đấy. Thì con này là công suất của nó là 24cc. Đấy, bô rất là sáng, đẹp này, trắng sáng, trắng bóng đẹp. Chế của nó chế quân dù 2 kim luôn. Đây, Shindewa đây, công suất 24 đây. Thì con số 3 giá 1,5 triệu luôn nha các bạn nhá. Ok. Tiếp tục. Em chuyển sang tiếp theo đó là chính là con Beo hay là gọi là Singu 22cc. Dòng này thì nổ cực kỳ đanh và dùng cực kỳ thích. Tiếng nổ của nó đanh. Giá con này rất hữu nghị các bác ơi. Con số 4 giá 1,4 triệu các bác nhá. Công suất 22cc. Nòng 32 ly. Đấy. Tiếp tục. Em đến con số 5. Con số 5. Con số 5 là con Lativo 23. Tabic, Zabic 23. Con này đẹp. Nói chung là đẹp, con nào cũng đẹp luôn. Thì giá của con Zabic 23cc này. Đây. Mặt trước mặt sau của cái Zabic 23cc. Thì giá của nó là 1,4 triệu. Con số 5 giá 1,4 triệu. Rất là đẹp nhá, bình xăng trắng bốc này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Eco 23. Đấy. Có CG máy ở nó. Rồi.
Tiếp tục em đến với con Echo. Con Echo này là con Echo 24 này. Đấy, 24cc mà trợ lực to luôn. Ê, những cái con máy Echo này thì những clip trước thì em hay bán với cái giá rất là giá thường hay bán với giá là 1 triệu 7 thôi. Nhưng mà riêng cái con này clip này em bán cho bác với giá 1 triệu 4 thôi. Giá này là giá không bảo hành bác nhá. Đấy, không bảo hành gì cả. Có nghĩa là bác liên hệ Zalo với em, trực tiếp máy cho các bác. Ngon lành cành đào, sử dụng bình thường nhưng không bảo hành, giá 1 triệu 4. Con số 6 nhá, giá 1 triệu 4. Rồi, tất cả những cái con này đều bảo hành nhá. Con này không bảo hành, giá 1 triệu 4. Đấy, thỉnh thoảng làm một cái con gọi là cho nó thay đổi không khí đi. Đấy, tiếp tục đến một con Echo. Con Echo này là công suất của nó 24cc. Con số 7 giá 1 triệu 4 nhá. Con này giật thường thôi. Chế là chế Wanzo 2 kim. Đấy. Bình xăng trắng. Ô, cực kỳ sáng. Đấy. Đây khi các bác sẽ hiếm khi tìm được những cái con bô đen lắm. Máy em máy toàn tuyển chọn nhá các bác nhá. Ok. Con này con số 7 giá 1 triệu 4. Tiếp tục em đến với ba con tiếp theo, đó chính là dòng Echo trắng. Echo trắng này là một dòng xài cực kỳ bền nhá. Và giá nhập vào cực kỳ cao. Công suất của nó cũng chỉ có 20cc thôi. Thế nhưng mà giá nó đã nhập vào cao ngất ngưỡng luôn. Đấy, chắc phải có lý do gì đấy thì nên họ mới đưa cái giá cao như vậy các bác nhá. Chế của những cái con này là chế quan dầu tai đỏ này. Đấy, quan dầu tai đỏ này. Quan dầu tai đỏ luôn này. Con này là cũng chế quan dầu luôn. Đấy. Thì cái bọn Echo trắng này nhập vào rất cao. Thì chứng tỏ là cái độ bền của nó chắc là rất là bền. Thế nên giá nó nhập vào thì cao. Thế cái tum này bằng nhôm này. Nhôm này. Thì ba con số 8, số 9, số 10 thì em bán đồng giá cho các bác đó là 1 triệu 4 nhá. Đấy, giá đã bao ship cho các bác. Echo này, Echo tem xanh green này. Nó là tiết kiệm đấy các bạn. Green có nghĩa là thân thiện với môi trường các bác nhá. Đấy, tức là thân thiện với môi trường chính là sử dụng chế Wanzo tai đỏ. Rất là tiết kiệm xăng. Đấy. Nên nó là thân thiện với môi trường. Ít thải khí có hại ra môi trường thì gọi là green. Rồi nhá. Số 8, số 9, số 10 bằng nhau này. Giá 1 triệu 4. Cái con số 8 này thì được cái tay ga bóp này. Hai con này thì tay ga nó bị gãy mất tay ga bóp rồi. Nhưng mà thay bằng tay ga này. Đấy nhá. Thì kể ra có cái này lắp vào thì nó thành tay ga bóp. Rồi. Đến con số 11 đi. Có một là chuyển sang cái thương hiệu tiếp theo, đó là thương hiệu đang hot trên thị trường hiện nay, đó chính là Estin. Estin thì các bác nó đã dạo gần đây đã quá nổi đình nổi đám rồi. Con số 11 là con Estin 21cc. Đấy. Estin 21cc. Úi giời, bình bô sáng quắc nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây vú bơm của nó đây. Vú ga nha. Thì con Estin đầu tiên 21cc, con số 11 giá 1 triệu 4 các bác nhá. Đấy. Tay ga của nó đây. Rồi. Tiếp tục em đến con số 12. Con số 12 là con Estin. Estin này cũng chỉ 21cc thôi. Nòng của nó 31 các bác. Thì cái con này là Estin cũng 21cc thôi nhưng mà nó lại trợ lực to. Đấy. Máy Estin công suất này 21cc mà có trợ lực này rất hiếm nha các bác nhá. Đấy, trợ lực to luôn. Rất là hiếm. Đấy. Chế của nó là chế Wanzo 2 kim luôn. Đấy. Wanzo 2 kim luôn. Bình xăng thì chắc chắn là cực kỳ trắng rồi. Đây, mã số của máy đây. Đấy. Nhưng mà máy này là máy thương hiệu Đức nhưng sản xuất tại Nhật nhá. Con số 12. Có trợ lực to này nên đắt hơn 100, giá 1 triệu rưỡi các bác nhá. Tiếp tục đến con số 13. Con số 13 là con Estin 22cc. Đấy. Bô thì đương nhiên là cực kỳ sáng rồi, cực kỳ đẹp. Đấy. Rồi. Thì con số 13 này giá 1 triệu 4 luôn. Công suất là 22cc nhá. Nòng của nó 32 ly luôn các bác nhá. Chế 2 kim, Wanzo 2 kim luôn. Rồi. Tiếp tục em đến với con số 13 giá 1 triệu 4. Con số 14 là con Estin 23cc luôn. Trợ lực to. Đấy, ổ trợ lực to luôn. Đấy, chế Estin mà có trợ lực to này rất hiếm nhá. Chế Wanzo 2 kim. Đấy. Rồi. Cái con này thì nguyên zin 100% luôn. Tay ga cong theo kiểu là Estin. Nguyên zin 100%. Rồi. Giá của con 14 8 triệu rưỡi các bác nhá. Estin 23cc.
giá cực kỳ mềm. Tiếp tục em đến con số 15. Con số 15 là một con ép tin, cũng 23cc luôn. Đấy. Ui con này bộ sáng đẹp. Ô con này có vẻ là như là nhầm hay sao chứ. Con này giá về 1,6 triệu. Con này giá 1,5 triệu thì đúng. Vì con này hai con này cùng công suất này 23cc, 23cc này. Con này là 1,5 triệu này. Như vậy con số 14 là 1,6 triệu các bác nhá. 14 1,6 triệu. Con số 15 1,5 triệu. Đấy vì con này nó hơn cái con này là ổ trở lực to. Rồi. Đây con này bô thì cực kỳ sáng rồi, đẹp. Rồi, con số 15 công suất 23cc. Dòng này thì nổ sướng lắm, tiếng nổ của nó nghe nó rất là to và nghe rất là đanh, sướng. Thì con số 15 giá 1,5 triệu các bác nhá. Con số 16 là một con này mới là độc này các bác này. Con này là con Estin. Estin vừa trợ lực to. Đấy, 23cc. 2301 Estin đời mới. Và thêm hơn nữa nó là tum dài. Đấy nhá, Estin tum dài rất hiếm các bác nhá. Gắn vừa xịt thuốc luôn. Đấy. Thì con này vẫn là độc đáo này. Thì con này thì đương nhiên rồi, giá của nó 1,6 triệu luôn. Các bác nhá. Đấy, giá rất là mềm. Rồi. Tiếp tục, em đến cái con tiếp theo đây. Thì con ba lô này ngoài luồng nhá. Con ba lô này thì cực kỳ đẹp rồi. Ngoài luồng. Thôi con ba lô này tính tí đi sau đi. Con ba lô này giá 2,6 triệu. Con Echo 21cc 2,6 triệu. Đấy, Echo này cực đẹp rồi. Nguyên bản 100% luôn. Cần của nó kia. Rồi, con này chưa tính nhá. Con số 17 đi. Con số 17 là con Mitsubishi TL26. Đây, TL26. Đấy, con này thì quá quen thuộc các bác rồi, tum giờ. Thì con này giá 24 này. Mitsubishi em đi nhanh nhá, vì con này quá quen thuộc các bác rồi. Thế con này thì em đi chậm một tí, đó chính là con Mitsubishi TU26. Đấy, cái con này dùng xài rất là ngon này. Giá nhập vào con này chỉ thua thằng Mitsubishi kia 150 thôi. Đấy, chứng tỏ là chất lượng của nó rất là tốt. Đấy, thì con này chính là con Mitsubishi TU26 nhá. Đấy. Chất lượng con này tum rời luôn này các bác này. TU26 không phải là hàng Trung Quốc đâu nhá. Đây là các bác xem này. Đấy. TU26 BTF này. Đấy. Nhìn nó. Con này thì giá nhập vàng thì thua thằng Mitsubishi 150. Như vậy giá bán giả của con này cũng rẻ thằng Mitsubishi. Con số 18 giá 2,3 triệu các bác nhá. Rồi, ok. Nên con số 19, số 19 là con Mitsubishi TL26. Thì cái con này bình xăng nó bị vỡ thì đã thay bình xăng mới này. Cái vỏ thì cái dòng Mitsubishi này thì vỏ nó tương đối là xấu. Thế là nên sơn lại cho đẹp. Đấy, còn đâu là nguyên zin 100% luôn. Đấy, CG của máy đây. Đấy, số CG của máy này. Modern TL26 BTF này. Trong lốc có Made in Japan luôn. Đấy, nói chung là hàng chuẩn nhé. Cái hàng này không thể nhập nhèm được. Thì hàng này là hàng đắt tiền các bác nhá. Chắc chắn là chuẩn rồi. Con số 19 giá 2,4 triệu này. Xong. Em đến với con số tiếp theo đi. Con số 20. Con số 20 là một cái con Kawasaki TG25. Đấy nhá. TG25 này. Nhìn có 25cc nòng 34 ly luôn. Tum này bằng nhôm này. Cái dòng TG này là một dòng VIP của thằng Kawasaki các bác nhá. Dòng này xài cực kỳ sướng, tiếng nổ cực kỳ đanh. Cái con này là chế nguyên bản theo máy này. Công suất là 25cc nòng 34 ly. Thì con số 20 giá 1,6 triệu thôi cho bác thôi. Đấy, dòng này xài sướng lắm. Số 20 1,6. Con số 21 cũng là Kawasaki TG25 nhá. Con này cũng 25 luôn nhưng nó màu xanh. Đấy, 25 đây. Thì con này cũng thế. Con số 21 giá 1,6 triệu. Bác nào thích màu xanh thì lấy màu xanh, thích nào màu đỏ lấy màu đỏ nhá. Cái con tiếp theo là cái con tum giờ là Kawasaki, con này 23cc thôi. Nhưng mà đời con này cao hơn những cái đời con này. Đấy. Chế của nó là chế ga ngang. Chế ga ngang quăn rồ luôn. Đấy. Mặt hơn nữa nó là tum giờ. Các bác nhá. Một công suất của nó chỉ là 23cc thôi. Con này thì cực kỳ đẹp rồi, bình xăng trắng bốc nhá. Đấy, zin. Con này dòng này xài rất sướng, dê com này. Đấy, Kawasaki này. Thì giá của con số 22 này 1,5 triệu các bác nhá. Đấy, công suất 23cc. Rồi, tiếp tục nòng 32 ly nhá. Đấy, tiếp tục em đến với con tiếp theo là cái cũng con TG24. Con này thì 24 thôi. 24, tum nhôm. TG24.
tay ga của nó đây, rất là đẹp. Đấy, thì giá của con số 23 này là 1,5 triệu các bác nhá. Rồi, xong cái phần Kawasaki, dòng này xài thì cực kỳ thích đấy nhá các bác nhá. Đấy, em bán cái hàng này cực kỳ chạy. Rồi, tiếp tục em đến với cả con tiếp theo. Con này gọi là con hoa hậu trong cái đám lần này, đó chính là con Talaka siêu đẹp 24cc. Đấy, bình xăng zin của nó trắng bốc luôn. Đấy, tay ga 2 chế độ. Rồi, nguyên bản 100% luôn, cần nắp. Thì giá của con số 24 1,5 triệu các bác nhá, Talaka 24. Nhìn độ trắng của nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, xong. Em tiếp theo em chuyển đến một cái dòng đắt tiền nhất, con đắt tiền nhất trong hiện nay, đó chính là con Zenwatt Komatsu 3410EZ. Cái dòng này nó có một phiên bản bình xăng dưới, nhưng mà thường thường thì các bác sẽ biết là bình xăng trên thì thường sẽ bán rẻ hơn bình xăng dưới, nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là cái con này, đó chính là con Zenwatt Komatsu mới đi ra bán đây, 3400 có nghĩa là 34cc, dòng của nó là cỡ tầm 40 ly đấy. Thì cái con này thì nếu mà các bác ở trong vùng Tây Nguyên hoặc các vùng ấy thì sẽ quá quen thuộc với những cái con như thế này rồi. Cái con này thì rất là nhiều các bác hỏi nhá, con Zenwatt Komatsu này rất nhiều các hỏi, giá của con này nhập vào cực kỳ cao đấy, bán lên giá bán ra thì em sẽ cho bác xem. Con này thì zin 100% luôn. Đấy, từ cần tiếp đây 3400 đây. Đấy, đầu bò đầu biết nhá. Giá con này hết hồn luôn. Chính là đắt nhất từ trước đến nay. Đó chính là 3,4 triệu các bác nhá. Con số 25 3,4 triệu. Đấy. Thì bác nào thì đấy. Đây. Quay rất là ngon. Nói chung là cái gọi là mới đầu thì em nhập cái con này về, em bảo sao con này đắt thế này, không biết về có bán được không. Thế nhưng mà cái chỗ chủ vựa em có bảo là nếu mà không bán được thì cứ về gửi về, có nghĩa là người ta chỉ cần đăng lên cái là có người hốt luôn cái con này này. Đấy, con này tung rời các bác nhá. Đấy, thì thôi được rồi, cứ ấy đi thì xem có bán được không. Đấy, con này nhá, 24cc này của Zenwatt Komatsu nhá, bình xăng trên nhá, bình xăng trên đắt hơn bình xăng dưới đấy, chứ em không quảng cáo nhiều đâu. Thì con này bản thân nó đã đắt rồi thì chắc phải có giá trị của nó thì nó mới đắt. Rồi, tiếp tục em đi đến cái con tiếp theo, con 26. Con này rất là con độc này, con này là em ước mơ bao nhiêu lâu thì bây giờ em mới dinh được cái em này vào, nó chính là con Robin 2 máy nguyên bản 100% luôn. Đấy, hai máy đây, hai chế ga ngang quăn rồ luôn. Đấy, thế mới ác. Con này thì đây, tu bằng nhôm này. Đấy, cần này. Đấy, đầu bò 23cc rồi. Cái con này cực kỳ nhạy lổ nhá. Đấy, không hiểu tại sao nhạy lổ lắm. Đấy, nguyên bản 100% luôn. Đấy, con này như kiểu mà vừa hàng vừa dùng, mà công suất của nó cực kỳ lớn luôn, đó là 41cc, Robin 2 máy. Đấy, con này số lượng ở Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay, à, cũng không, khả năng là ngón tay thì hơi ngoa, nhưng mà số lượng rất là ít các bác nhá. Đấy, con này bán với giá trị là vừa dùng vừa sưu tầm. Đấy, con này con số 26 giá 3,5 triệu các bác nhá. Đấy, nguyên bản 100% luôn. Đấy, em vừa lộ thử cho bác thôi. Con này để lổ hôm trước hôm sau không cần phải bơm xăng bơm trước thì giật đã phát nổ rồi. Ok, tiếp tục em đến với con tiếp theo, đó chính là con Tanaka đời mới, công suất trợ lực to này, công suất của nó là 34cc này. Đấy, các bạn nhìn thấy không, 34cc nhá, nòng của nó to đấy, 40 đấy. Đấy, cái con này em bán với giá cho các bác nó là 2,3 triệu này. Đấy, con số 27 giá 2,3 triệu nhá, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em phải đi nhanh. Em tiếp theo em đến con số 28 đi. Con số 28 đó là con Ryobi vàng. Ryobi vàng. Đấy, công suất là 26cc, nòng 34 ly. Ryobi này là Ryobi gọi là Ryobi thần thánh các bác nhá. Nổ cực kỳ to, tiếng nổ cực kỳ to. Đấy, thì giá của con này em bán cho các bác với giá đó là 1,9 triệu nhá các bác nhá.
bác cứ tham khảo thoải mái thôi. Giá này là giá cực kỳ mềm. Tiếp tục em đến với con số 29. Con số 28 GB và con số 29 là con Mazu. Mazu 23. Hai con này giống nhau này, Mazu 23 này, con 29 và con 30 giống nhau. Thì Mazu này là hai con Mazu tum rời. Tum rời này. Hai con này gắn vừa xịt thuốc các bác nhá. Đấy. Cái con này thì nó bình thường nó hơi đen nên là trông nó hơi xấu xấu này, gọi là, nhưng mà hơi háng cực kỳ ngon, nổ đanh nhá, cực kỳ ngon nhá. Thì con này thì giá của hai con này thì nhập vào cực kỳ cao, nhưng mà lại không biết các bác chê thế nào ấy, nhưng mà cuối cùng là chắc là ngoại hình của nó hơi xấu, nhưng mà được cái là cái chất lượng của nó rất tốt. Mà con này, hai con này là ngoại nó ít, rất là ít hao xăng. Mà Mazu thì quá nổi tiếng rồi, các bác hay dùng những loại này để gắn xịt thuốc nhá. Thế thì dòng 23 thì em bán cho bác với giá cả bộ này thì giá 29 là 1.550.000 nhá. Đấy, cái bán cái dòng này chẳng lời lãi gì mấy đâu. Đấy, tương đối khó bán rồi, tại vì là giá nó nhập vào nó rất là cao. Đấy rồi, con số 30 giá 1.600.000 nhá, Mazu 23 luôn. Tiếp tục đem đến hai con tiếp theo là hai con siêu đẹp. Lần này đó chính là hai con Mazu 26. Đây, vẫn còn tem này các bác này. Đấy, tem của Nhật đây. Tem trên nắp con này cực kỳ đẹp nhá. Ốc tán này, nhưng mà cực kỳ sáng luôn. Đấy. Cực kỳ sáng mà nguyên bản 100% luôn nhá. Đấy, và công suất của nó 26cc. Đấy. Mã số của nó kia. Rồi, bô. Tuy nhiên rồi cực kỳ sáng rồi. Con này cực kỳ mới luôn. Hai con này rất mới. Thì giá của con Mazu 26 này thì ui rồi, hơi căng lắm các bạn. Con này khả năng đàn bà phụ nữ không giật nổi, chỉ có đàn ông mới giật được thôi, bởi vì hơi căng lắm. Rồi, tiếp con số 31 giá 2 triệu luôn, Mazu Ama 2 triệu nhá, cực kỳ mới luôn. Mà này, con này khả năng chống chỉ định với cả phụ nữ và chị em, khả năng không giật được con này. Rồi, tiếp theo những con Mazu tiếp theo, con này thì cũng là cực kỳ mới rồi. Con này giống con này, hai con này cực kỳ mới. Thì con Mazu 26 này giá con số 32 giá 2 triệu nhá, con số 31 giá 2 triệu luôn. Mazu thì giá nó thường rất là cao vâng nha, bởi vì dòng này nó rất là hàng thông dụng. Đấy, các bác dùng nhiều săn nhiều thì đẩy giá lên cao thôi, đó là chuyện bình thường. Tiếp em đến với con số 33. Con số 33 là con Singu 26cc. Đây, 2600 này, các bác nhìn rõ không? 2600S này, Singu nhá. Thì cái con này thì dùng cực kỳ ngon. Đấy, cực kỳ dễ nhạy lổ, mà cần của nó rất là dài nhá. Thì cái giá của em đưa ra rất là hợp lý cho các bác. Con số 33 giá 1.700.000 các bác nhá. Đấy, thì đơn giản là nhập vào rẻ thì bán rẻ thôi. Đấy nhá, chứ không có cái gì có hiệu quả. Đấy, cực kỳ dễ lổ nhá. Con số 33 giá 1.700.000 đây. Ôi, nó không lổ cho mặt sắt này. Dạ. Rồi, tục em đến với con số tiếp theo đi. Quá giờ rồi. Con số 34 nhá, là con Zenmax Komatsu, con này 23cc các bác nhá. Đấy, Komatsu 23. Đấy, Komatsu 23. Tum giờ nhá các bác nhá. Đấy, Komatsu thì là hàng cực kỳ đẳng cấp rồi. Cực kỳ trắng này, đẹp này, vô cực kỳ sáng này. Đấy, con này mà gắn xịt thuốc thì thôi rồi. Giá con số 34 1.800.000 nhá. Thì dòng Komatsu này nó chỉ đắt ngang sau thằng Mitsu thôi. Các bác đừng hỏi tại sao nó đắt nhá. Rồi, ok. Chúng ta đến với con tiếp theo, đó chính là con Komatsu 26. Con này 26cc này, con này 23 này, con 26 này. Con 35 là 2.2 nhá bác nhá. Con này đặc điểm của nó là tung rời này. Tung rời này, giật trợ lực này. Đấy. Chế quan rồ luôn. Đấy. Thì đương nhiên rồi, bô của nó rất là sáng nhá. Thì con này giá 22. Tiếp tục em đến với con tiếp theo là con số 36. Con bộ số 36 giá 21 các bác nhá. Thì lý do con này là cái con này là nó có đề đấy. Thế nhưng mà tháo cái bộ củ đề của nó ra rồi và thay bằng trợ giật thường. Đấy, nên là thay giật thường thì giá của trông nó hơi gọi là xấu xấu tí nhá. Thế nhưng mà được cái là cái dòng này xài rất là ngon và tiếng nổ cực kỳ to. Con này tung giờ này. Đấy, con này em để cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Thế chính là 21 nhá. Được. Con số 36 21, 2.1 triệu. Con số 37 giá 2.2 triệu. Con này là Komatsu 2600 đây. 2600. Đấy nhá. Chế của nó là chế nguyên bản cho máy này. Chế gang ngang quân rổ đấy. Bô sáng đây. Đấy. Tung dài nhá. Thì con này đương nhiên rồi, giống các con kia. Giá 2.2 triệu. Rồi, có con này thì để nhà dùng. Rồi, video đến đây nó đã dài. Thì các bác mua hàng, các bác liên hệ với em theo số 0973 931442 nhá. Em là Trung, em Hòa Bình nhá.
Đây có cái con cục máy này, cục máy Mitsubishi 6,5 ngựa này. Con này em để cho các bác giá là 1 triệu 8 bao ship nha các bác nhá. 6,5 ngựa Mitsubishi. Rồi, ok, cảm ơn các bác xem video nhá. Rồi, chúc các bác có một sức khỏe và thành công trong công việc và hạnh phúc gia đình cuộc sống nha, ấm no hạnh phúc nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.